Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bệnh táo bón là một vấn đề ở đường tiêu hóa tương đối phổ biến và có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng độ tuổi nào. Nếu không được điều trị, một số người có thể gặp phải tình trạng này trong thời gian dài, trở thành bệnh mãn tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Thông tin được tổng hợp từ trang kênh 14.vn. Hai quả kiwi mỗi ngày trị táo bón, hội chứng ruột kích thích. Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể chức năng ruột của người bị táo bón và hội chứng ruột kích thích. Nghiên cứu được công bố bởi các nhà nghiên cứu Đài Loan. Họ nhận thấy sau 4 tuần ăn quả kiwi, các bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và táo bón đã có thể đi đại tiện một cách dễ dàng do cải thiện chức năng tiêu hóa. Trên thực tế, một quả kiwi chứa 1,7 gram chất xơ và nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khác. Cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ nhỏ. Ở trẻ còn bú, cần cho trẻ bú đủ nhu cầu trong ngày, cho trẻ uống thêm nước. Nếu mẹ bị táo bón trong khi cho con bú cũng phải điều trị táo bón ở mẹ. Ở trẻ ăn dặm, ăn đủ nhu cầu, bữa ăn đa dạng, cung cấp đủ đạm, chất xơ, uống đủ nước. Ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo hoặc lớn hơn, ngoài việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nên cho trẻ ăn thêm sữa chua để kích thích tiêu hóa. Khi trẻ có biểu hiện táo bón thường xuyên hoặc kéo dài, cha mẹ cần đưa đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa. Đối với nguyên nhân do tổn thương thực thể ở đường tiêu hóa, bác sĩ có chỉ định điều trị phù hợp. Đối với các nguyên nhân khác như do chế độ ăn uống chưa phù hợp, tâm lý, dùng thuốc, cha mẹ cần phải thay đổi cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cũng như hướng dẫn trẻ có thói quen đại tiện đúng giờ. Mang thai bị táo bón dùng thuốc gì? Táo bón xảy ra khá phổ biến trong thời kỳ mang thai, nhất là ở những tháng cuối. Nguyên nhân là do những thay đổi về nội tiết trong thời kỳ mang thai. Ngoài ra, còn do việc uống viên sắt để bù sắt, chế độ ăn ít chất xơ, giảm hoạt động thể lực, sự chèn ép của thai và yếu tố tâm lý. Nhiều loại thuốc nhuận tràng có thể được sử dụng an toàn ở phụ nữ có thai như sorbitol, lactulose, polyethylene glycol, senna, bisacodin, macrogol. Tuy nhiên, khi dùng cần chú ý tới các tác dụng phụ do thuốc nhuận tràng gây ra. Ví dụ, sorbitol và lactulose có thể gây chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn và nôn. Bisacodin và macrogol có thể gây ra co thắt đại tràng và các cơn đau bụng. Một số lưu ý khi dùng thuốc nhuận tràng trị táo bón. Nên tránh dùng thuốc táo bón trừ trường hợp bị táo bón kéo dài hay làm nặng thêm một số bệnh khác. Trước hết dùng thuốc loại ít tác dụng phụ, nếu không cải thiện mới dùng thuốc trị táo bón loại kích thích tăng nhu động ruột là loại cho tác dụng mạnh nhưng có nhiều tác dụng phụ. Tránh lạm dụng thuốc trị táo bón loại kích thích vì đưa đến hai hậu quả, bị phụ thuộc và bị các tác dụng phụ của thuốc. Nên dùng thuốc trị táo bón ngắn hạn sau 7 đến 10 ngày, nếu không hiệu quả phải đi khám bệnh để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân. Lưu ý thời gian tác dụng của thuốc. Nên sử dụng các chế phẩm từ các bài thuốc dân gian như diếp cá, đương quy, tinh chất nghệ, tinh chất hoa hòe, vừa điều trị táo bón nhanh chóng mà lại rất an toàn. Một số phương pháp phòng chống táo bón. Có nhiều phương pháp đơn giản để dự phòng và điều trị táo bón ở người cao tuổi. Đầu tiên là tập thói quen đi đại tiện vào đúng một giờ nhất định, tốt nhất là vào buổi sáng. Những ngày đầu có thể rèn thói quen đi đại tiện dù có muốn đi hay không. Tiếp theo là điều chỉnh chế độ ăn uống, tạo một chế độ ăn đầy đủ về lượng, đảm bảo nhiều chất xơ như rau xanh, nguồn vitamin từ rau củ quả tươi. Vào buổi sáng khi dạ dày rỗng nên uống một cốc nước ấm hoặc nước có pha mật ong để kích thích nhu động ruột. Thường xuyên uống nước, không chờ có cảm giác khát mới uống do cảm giác khát ở người cao tuổi có thể bị suy giảm, nên cố gắng tăng cường các hoạt động thể chất phù hợp với sức khỏe để tăng cường trương lực cơ bụng. Hàng ngày nên tập cơ bụng bằng cách xoa từ hạ sườn phải sang hạ sườn trái xuống hố chậu trái để tăng cường nhu động ruột. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là chủ đề những lưu ý cho thai phụ trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.